Mình thường niệm tứ diệu đế. Ai nhớ tứ diệu đế là gì không? Khổ, tập, diệt, đạo. Mà nói theo cái từ mình dễ hiểu là khổ, chân thật của khổ, nguyên nhân của khổ, đó, sự vắng mặt của khổ và con đường hết khổ. Mình thường niệm cái đó để làm gì? Không phải để mình bi lụy, mà mình thường niệm để mình thấy rằng mình có may mắn ở trong cảnh khổ mà chúng ta vẫn được như thế này. Thường niệm vô thường. Thường niệm vô thường để chi? Để thấy rằng mình còn sống đây là một may mắn. Ví dụ như là có những vị ngồi đây thì có thể năm sau và trở qua, hay 2-3 năm nữa trở qua, cũng có thể không có cơ hội được gặp lại quý vị. Vô thường không có nghĩa là quý vị chết, mà có thể lần sau có qua qua thì quý vị bận việc nhà, quý vị có bệnh duyên, quý vị có những cái công việc gì đó mà không thể có mặt được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu trong lòng mình có chứa được những cái pháp lành thì nó nuôi dưỡng được cái đời sống của mình. Ví dụ như mình chứa những cái lời ái ngữ thì nhất định khi mình nói ra thì cũng nói những lời ái ngữ. Nếu mà mình thường nuôi dưỡng cái ý nghĩ lành cho người khác, mình thấy người khác mình vẫn có thể suy nghĩ tốt lành cho họ mà mình không nghĩ xấu. Cho nên làm sao mình trở thành một Phật tử thuần thành á? Cái chữ thuần thành đâu có nghĩa là mình đi chùa lâu năm kêu thuần thành, mình thuộc kinh nhiều là kêu thuần thành, mình biết rất nhiều những cái chuyện ở trong chùa kêu thuần thành. Có nhiều khi nó ngược cả nhà. Mình biết rất nhiều lễ nghi trong chùa thì tâm mình lại càng sao? Càng kiêu căng, càng ngã mạn, càng tự hào, tự đắc, đủ thứ hết. Cho nên nếu mà mình không có được cái lọc á, để cho nó thuần á, chữ thuần là gì? Là không có tạp. Thuần là vàng, nghĩa là không có tạp những cái chất khác, không có tạp cái chất bạc, chất chì, hay là không có tạp những cái rác rưới khác. Vì vậy mà biển á, có khả năng đẩy hết những cái rác, đẩy hết những cái xác chết, những cái đồ bất tịnh đi vào trong bờ. Ở biển không có những cái tạp dơ là gì, biển đẩy vào, đẩy những cái đâu vô hết. Thì cái người tu của mình á, mỗi ngày cũng đẩy ra ngoài những cái tạp dơ đó. Quý vị thấy mỗi ngày mình tắm, mình phải kỳ lại xem, mình đem cái dơ ra. Mình đánh răng á, mình cũng đem cái dơ ra. Thậm chí lâu lâu mình phải uống thuốc detox, hay là mình fasting, mình uống nước để mình đưa những cái tạp dơ ra khỏi cơ thể của mình. Và khi nào những cái tạp dơ nó ra khỏi cơ thể mình á, thì mình mới cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Hôm nào mình ăn mà một ngày, hai ngày mà không tiêu hóa mà mình bị táo bón là mình khó chịu lắm. Là mình phải đi tìm nước gì mình uống, thuốc gì mình uống để mình đưa những cái chất đào thải ra ngoài, để cho cái cơ thể mình nó dễ chịu. Thì mình cũng thế thôi. Nếu mà trong tâm mình không có đẩy những cái phiền não ra ngoài thì mình sống ở đâu cũng phiền não hết, mình đi đâu cũng phiền não hết. Thậm chí nếu mà mình chưa đẩy ra những cái tạp dơ, đi khóa tu phiền não cũng như thường. Dầu không chừng đi vô khóa tu phiền não còn nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại vì mình đã nhạc mình, không có ai gai mắt mình hết. Hoặc là nếu có đi nữa là 4-5 người bà con của mình, thân nhân của mình thôi, mà còn vô khóa tu là tới 10 người lắm. Mà nếu mà mình không có đẩy những cái đó ra thì khi đi vào trong khóa tu là mình dễ phiền não lắm. Tại vì trong lòng của mình nhiều phiền não, nhiều cái tạp dơ. Cho nên cái đặc tính thứ hai của biển á, là biển có khả năng đẩy những cái tạp dơ ra khỏi lòng biển. Nghĩa là người hành giả tu tập phải có khả năng đẩy những cái phiền não, đẩy những cái si mê, sân si ngã chấp. Mà cái ngã con người là một trong những cái mà ghê gớm lắm. Quý vị biết tiếng Anh chiến tranh là viết làm sao không? Chiến tranh là gọi là gì?
War, phải không? W-A-R. Mà cái chữ đó nó từ đâu mà ra cái chữ đó? Từ cái câu mình hay nói là we all right. We là W, E, A-L-L là O, right là đúng. Mình lúc nào cũng đúng hết. Và khi mà mình nghĩ mình đúng thì từ đó nó có chiến tranh. Nó có chiến tranh. Mà trong kinh Đức Phật nói một cái chiến tranh mà ghê gớm nhất là cái miệng mình. Quý vị đi tìm cái bài kinh là Hội Chúng Cao Thượng. Trong đó Đức Phật có nói về ba cái hội chúng. Có một hội chúng gọi là hội chúng gươm dao, nghĩa là gặp nhau thì không có nói những cái lời gì dễ thương hết, toàn là nói những lời hiềm khích, nói móc, nói xéo, nói xuyên, nói trên đầu trên cổ. Nói tiếng Việt mình có nhiều cách nói. Nói trầu cao, nói trên đầu trên cổ, nói xuyên, nói xéo, nói móc, nói méo, nói quanh, nói co. Nói cái gì, còn có nhiều người nói nặng nữa, nói đằng sóng đằng gió, vân vân. Đó là hội chúng gươm dao. Còn hội chúng cao thượng là giống như mình đang tập mấy ngày nay, hôm nay và ngày mai là mình đang tập sống thành một hội chúng cao thượng. Có không thích cũng không nói lời thô, tìm cách nói. Thật sự ra mình, nếu mình nói là con người mình hết giận là không có đúng. Và mình tu tập để làm gì? Để mình có khả năng đi tìm những cái từ ngữ nào nó ứng dụng, nó phù hợp cho con người, cho người nghe. Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Khi mà mình đi chợ á, mình mua quần áo mình mặc á, cho dù cái món quần áo đó nó sale, mà nếu mình mặc không hợp, mình mặc không? Không mặc. Mà lúc nào mình cũng phải lựa, từ cái mắt kiến phải hợp với gương mặt, cái kiểu tóc phải hợp với gương mặt, mình kẻ mắt cũng phải hợp với mặt của mình, kẻ chân mày cũng phải hợp. Rồi mấy ông cũng phải vậy, mặc cái áo vest sao cho nó hợp với thân tướng của mình. Thầy tu cũng vậy, mình đắp cái y lên nó phải hợp với người mình như thế nào. Nói chung là con người mình sống là mình luôn luôn tìm những cái gì mà nó phù hợp. Nhiều khi cái bộ đồ đó đẹp với mình, nhưng mà ở trường hợp nào mình mặc, trường hợp nào mình mặc bộ đồ đó, chứ không phải lúc nào mình cũng mặc bộ đó. Ví dụ như quý vị qua Hawaii, quý vị chơi, quý vị có thể mua những cái áo bông quý vị mặc. Nhưng mà nếu mà nó hai ngày đi tu này mà người nào cũng mặc nguyên bộ đồ bông của Hawaii thôi, đẹp quá chừng luôn mà không hợp. Rồi cái thấy bộ đồ đó đẹp quá, cái đem về đi đám cưới cũng mặc, đi đám tang cũng mặc, nó đẹp hợp với tôi. Thật đó, rõ ràng là mỗi ngày mình đều chọn những cái gì nó hợp với mình. Xin lỗi, đi cưới chồng, cưới vợ kiếm tuổi hợp không? Kiếm tuổi phải hợp. Đi làm ăn cũng phải kiếm tuổi cho hợp. Mua cái nhà phải kiếm đất cho hợp. Trổ cái cửa phải cho hợp. Làm cái bằng, làm cái gì, cái bếp cũng phải hợp. Nằm phải hợp với hướng giường. Làm gì cũng phải hợp hết trơn á. Vậy mà mình không bao giờ tìm những lời nói nào hợp với cả con người mình. Nhiều khi mình thiệt là đẹp vậy mà nói ra một câu trước quốc à. Quý vị thấy không? Thành ra mình tu là cái gì? Hôm qua Pháp Hòa có giải thích cái chữ thiền, thiền trăng. Khi quý vị ra ngoài bờ biển, quý vị ngồi, quý vị nói là đi thiền trăng. Thì có những vị mà lần đầu tiên chưa bao giờ nghe những cái từ đó. Đi ngắm trăng là tôi nghe, mà thiền trăng là tôi chưa biết. Quý vị biết thiền đăng không? Thiền đăng là thằng điên á. Có nhiều khi mà mình không hiểu á, mình làm hồi cái ta nói trời ơi, ông đóng thiền, ông thiền đăng á. Tù riêng thành thằng điên. Chữ thiền là gì?
Đơn giản thôi. Thiền là người có khả năng nhận diện và sống với những gì đang xảy ra. Thí dụ như bây giờ mình đau bụng, mình biết mình đau bụng, nhưng mình nhìn cái món đó hồng, tôi không ăn món đó, tôi đang đau bụng. Đó là thiền. Thiền trong khi mình ăn, mình biết lựa cái món nào mà nó hợp với cái cơ thể của mình. Mình rất là thích ăn dưa hấu, nhưng mà ngày hôm nay từ sáng giờ trong người nó ớn ớn lạnh, không dám ăn. Rõ ràng cái món đó thường ngày mình rất thích, nhưng mà hôm nay mình rất chánh niệm là biết rằng hôm nay không thể ăn nữa. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, mình tu tập là để mình gạn lọc và mình thấy được cái gì nó phù hợp. Cho nên quý vị biết rằng giới mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu đó, năm giới đó, là nó phù hợp cho tất cả con người mà không phải riêng cho Phật tử. Con người nào sống thế gian này muốn hạnh phúc, muốn gia đình bình an, thì các vị đó tu tập theo năm giới. Một cái người mà mình sáng xỉnh chiều say thì làm sao mình có đủ cái tuệ giác. Có nhiều vị nói uống rượu đâu có tội. Dạ đúng, ngay khi uống là không có tội, nhưng mà nó là nhân để gây ra các tội. Tại sao gọi là nhân gây các tội? Bởi vì nó say rồi thì cái trí mình nó loạn. Trí mình loạn, tâm mình loạn, mà tâm loạn thì có thể trộm cắp, có thể tà hạnh, có thể làm những cái điều sai quấy tội lỗi. Cho nên chư Phật, chư Tổ nhắc rượu là nhân gây các tội lỗi. Thì quý vị cứ nhớ trong cuộc sống, ứng dụng trong đời sống của chúng ta là những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống nó đều thành pháp tu hết. Quý vị thấy cái vỏ sò nó nằm ngoài biển á, rồi người ta lượm vô, cái người ta sơn phết nó lên, ta sâu thành sâu lại, cái người ta ta làm một cái biểu tượng của Hawaii. Và ai đi qua Hawaii là đi đón mình, là người ta phải đem một cái dòng những cái vỏ sò ra. Rồi những cái hoa sứ, hoa đồ người ta kết lại thành sâu, cũng thành ra một cái tràng hoa để tâm an. Quý vị thấy không? Thành thử ra quan trọng là chúng ta có đủ khả năng, có đủ chánh niệm để chúng ta nhặt cái đó lại, rồi chúng ta tu sửa, chúng ta làm sao để nó trở thành ra một cái vật quý báu, hay là một cái vật hữu dụng để chúng ta sử dụng. Đó là thiền. Thiền là vậy thôi. Vậy thì thiền trăng là cái gì? Thiền trăng nghĩa là chúng ta có ánh trăng, nhưng mà nhiều khi mình không bao giờ biết ngắm trăng. Trăng rất đẹp, nhưng mà mình đi, có những người có cả đời chứ họ ở trong quán bar không có ở trăng, họ không có bao giờ biết ra ngoài sân họ ngắm. Hay là có những vị người ta ở đây, nhưng mà có thể người ta chưa bao giờ người ta có thời giờ để người ta ra người ta ngắm trăng đẹp như hôm qua. Còn mình ở xa đấy. Hôm bữa đi bộ thì Pháp Hòa mới nói ở cuộc sống của chúng ta có những cái nó vui lắm. Thí dụ mình ở ngay cái chỗ của mình vậy, ai cấm mình đi bộ, ai cấm mình đi ngắm trăng, ai cấm mình đi ra tiệm mình ăn hay mình đi chơi vòng vòng, không phải bỏ tiền ra mua cái vé ngàn mấy bay qua cái chỗ nào đó để gì, không đi vô trong rừng ở rồi đi đi ra biển đi phơi nắng, rồi mà ở chỗ mình cũng có nắng nên phơi vậy. Nhưng mà nghe nó không sang, phải không? Phải chạy qua tới Hawaii vậy. Năm nay chị đâu, tôi đi Hawaii chờ sang quá. Rồi người Hawaii phải bay qua chỗ khác, bay qua qua Ly Phước Lộc Thọ rồi vậy đó. Thật ra chúng sanh đó, mình luân hồi vòng vòng. Thì hai cái đặc điểm mà nói đó, một là trong lòng biển chứa những vật quý, trong tâm của chúng ta chứa những pháp lành, trong đó chúng ta chứa nhiều những cái giáo pháp, thì những giáo pháp đó nuôi dưỡng mình. Ví dụ như mình chứa những cái giáo pháp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,
niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Ai nhớ không? 10 niệm lận. Niệm hưu tức, niệm sổ tức. Rồi cuối cùng là gì? Niệm chết. Niệm chết tức là lâu lâu mình phải quán cái chết, phải nghĩ tới cái chết. Để chi? Để mình có cái cơ hội mình dừng chân lại, ngưng tay lại nếu những gì chúng ta làm mà nó quá đáng. Những lời nói chúng ta nói có thể nó quá đáng, thì nhờ cái cơ hội đó chúng ta dừng lại. Cái thứ ba đó là nước ở trong biển luôn là đầy. Cái người tu tập phải đầy đủ những cái sự pháp lành, phải đầy đủ. Ở đây ai ăn quá đường á, có cái câu là phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. Hay là cái thời kinh cúng ngọ cũng vậy, cúng Phật dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. Nghĩa là khi ăn cơm rồi, nguyện cho chúng sanh phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, là tất cả những việc làm gì của mình phải đầy đủ Phật pháp. Ví dụ như mình đi buôn bán, nếu mà mình đi buôn bán mà có Phật pháp thì mình buôn bán chân chánh. Mình biết lựa những cái nghề nào không tổn hại đến người khác. Và mình thí dụ như mình bán cái đó mà mình không có lường gạt người ta. Ví dụ mình bán chén, người ta mua cái chén đó mà nó mẻ một chút, mình nói dạ chị muốn mua cái chén này, tôi cũng nói thiệt và nó mẻ chút xíu chỗ này nè, thì vậy cho nên tôi không thể bán cái giá đúng của nó được, tôi bán giá thấp. Mà chị thấy cái giá thấp thì chị biết rằng tại sao tôi bán cái chén này nó khác mà những chén kia. Mình nói thiệt mà người ta chấp nhận, người ta mua được cái giá rẻ, mà cái này người ta không cần thiết phải là cái tô nguyên lành lặn, người ta có thể mua cái tô đó. Thì trong cái việc làm của mình nó không sai. Mình buôn bán có gì sai hết. Nó đi bán, đi buôn bán mà có lời là có tội, không có đúng. Những cái gì mà xã hội đang chấp nhận không có gì tội hết. Tất cả con người, mọi người đều chấp nhận ở bất cứ một quốc gia nào. Mình đi mua cái đó về, mình bán ra là người nào đi mua là người ta biết rằng cái người bán có lời. Sự chấp nhận của chúng rồi thì đâu có tội. Mà mình lường gạt người ta trong khi mình bán đó, mình mới có tội. Cho nên trong cái việc làm của chúng ta có đầy đủ Phật pháp. Ví dụ như tổ chức khóa tu, là cái tâm mình đó chỉ muốn tổ chức khóa tu, nhưng mà trong thực tế tổ chức khóa tu là phải có chi phí. Như mình ở đây là có mướn phòng nè, thấy không? Chùa mướn phòng cho mình, thì sự thật là mình có ở, nếu không có mình ở đâu. Công cuộc sống tất cả nó phải có cái, mình phải nói đến cái điều thiết thực của cuộc sống. Nhưng mà mình làm ra đây khóa tu, mình không phải là một cái business mình mở ra để cho người ta tới đây người ta tu để mình kiếm lời, không phải vậy. Mở đây là một cơ hội để mọi người cùng về với nhau trong một ngày, hai ngày để cùng tu tập. Vào chùa phải có những cái chi phí căn bản cho khóa tu này. Thì tất cả chúng ta đến đây chúng ta dự tu, ngoài sự tu tập thì chúng ta phát tâm yểm trợ lại để cho chùa có cái khả năng lo cho cái khóa tu này. Mình đi chơi mình cũng phải trả tiền. Mình ra ngoài, nhiều khi xin lỗi, mình ra ở có những nơi, một cái bãi biển mình ra mình tắm, mình muốn cái ghế mà mình nằm mình phơi nắng có cây dù cũng phải trả tiền cái chỗ đó, chứ không có gì free hết á. Thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta biết rằng mình không làm cái gì mà nó sai quấy. Cho nên chữ đầy đủ Phật pháp là việc làm của chúng ta vẫn bình thường, nhưng mà cái việc làm đó nó có phải có một chút sự tu tập ở trong đó. Ngay cả mình đang nấu ăn trong chùa thấy như là mình công quả vậy đó, nhưng mà coi chừng, nếu mà không có chánh niệm thì cái công quả đó hoàn toàn không có
không có đầy đủ như cái Phật pháp. Tại vì cái cách nói của mình, cách cách làm của mình, cái cách đối xử với nhau, nó không phải là Phật pháp. Có những người, người ta không có tu hành gì hết đó, nhưng mà trong tâm người ta biết một điều là thôi, một câu nhịn, chín câu lành, tao có Phật tử gì hết trơn á. Nhưng mà người ta nắm được một cái, một hai câu nói gì trong cuộc sống thì tự nhiên cái đó nó trở thành ra cái vật quý báu trong lòng của họ. Quý vị nhớ một câu, ví dụ như là một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Nếu mình thuộc được cái câu đó, mình để trong lòng mình, thì cái câu đó là một bảo vật của mình. Khi nào ở những cái nơi mà người ta rất cần sự nhẫn nhục của mình, mà mình nói lên được câu đó, mà mình giải tỏa được những mọi khổ đau. Chờ Pháp Hoàng hay để một câu: thêm bạn bớt thù. Nhiều khi mình thêm một người bạn còn hơn mình thêm một kẻ thù. Mà kẻ thù này á, không phải tự nhiên người ta thù mình, mình làm cho người ta ghét, người ta mới thù mình. Mà nếu mình làm những cái điều mình càng thêm họ, họ ghét mình nữa thì không nên. Cho nên nếu mình ghi được những câu đó, hồi xưa bà nhớ Phật Thầy Tây An á, trong cái bài mà 10 điều khuyên của Phật Thầy Tây An, trong đó có một câu vậy đó: giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Có nhiều khi mình xin lỗi. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một ni sư, nói ni sư chứ giờ sư cũng hàng ni trưởng, mà đệ tử nhỏ nhỏ của sư, sư dạy rất là nghiêm. Mà hễ mà sư mà lỡ sư làm cái gì sai á, sư say qua sư xin lỗi liền: xin lỗi con, nói gì không đúng. Cái mấy người đệ tử nói: dạ không phải thầy. Cái nói: ô vậy hả con, xin lỗi con. Thường thường là mình người lớn là ít khi nào, người mình là người lớn là không có lỗi. Mà nếu có lỗi đi nữa, nó hàng con cháu bắt gì xin nó. Mình hay nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ xin lỗi đó là gì? Đó là nó sinh từ cái tâm tàm quý. Quý vị nhớ người Phật tử có 7 thứ tài sản. Phật tử có 7 thứ tài sản, mà trong đó có một cái tài sản, là hai thứ tài sản là tàm và quý. Tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người. Để cho dễ nhớ, định nghĩa hai chữ tàm quý là tự tàm quý tha. Tự mình tàm gọi là tự tàm, tự mình xấu hổ với mình. Quý tha là mình xấu hổ với người đó. Mình làm gì sai mặc dù có thể họ không biết, mình làm sao lưng họ không biết, nhưng mà mỗi lần mình gặp họ, sao họ dễ thương với mình, họ tốt với mình quá, mà sao lưng họ mình lại làm như vậy. Tự mình sanh một cái tâm hổ thẹn với người đó. Như vậy chưa đủ, mình nhận ra cái điều đó rồi thì mình phải làm gì để mình phải bù đắp lại cho cái sai lầm của mình. Cho nên ở trong nước biển luôn luôn là đầy. Người Phật tử phải đầy đủ cái sự tàm quý. Tàm quý là phải có đầy đủ. Hay người Phật tử phải có đủ những cái Phật pháp khi mỗi việc làm của mình, mỗi lời nói của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình viết một cái câu văn, viết thiếu chữ á, người ta hiểu lầm câu nói, có phải không? Người Việt mình à, mình tiếng Việt của mình nó vui lắm, nhiều khi mình nói nó không đủ câu á, cái người ta ta hiểu cái ý mình mà ta chọc lại. Với một ví dụ vậy nè, nó bưng cái dĩa đồ ăn, nó hỏi: bác để đâu bác? Để đầu thầy á con. Thế quý vị, cái mình chọc rồi mình nói: ồ lỡ để đâu thầy. Thế mình đây nói: trời, tiếng Việt mình nó đa dạng lắm, nói không hay là nghe hiểu lầm chết. Hỏi chừng nào con đi ra con lấy giùm cái đó cho sư cô. Dạ lát con lấy cô. Năm nay ở bên Canada đó, trời mưa nhiều quá cho nên người ta trồng rau ăn á, năm nay bầu, trái bầu gieo nó không có lên. Thì có một vị mới vô, mới nói:
Trời ơi, năm nay không ai có bầu hết á. Tiếng Việt của mình là vậy. Có một sư cô á, trẻ, cái có một cái cô Phật tử của người Hoa, nói tiếng Việt cũng chút chút à. Cô có nói: sư cô, năm nay sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái sư cô có chồng mà. Tại vì cổ đâu có nói được chữ TR. Thay vì nói là con nhớ năm ngoái cô có chồng cây bầu á. Và cổ nói ngọn khơ cái câu vậy đó: sư cô năm nay có bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Là sư cô đỏ mặt. Ngày hôm sau, cô cầm một cây bầu, cô vô chùa. Cô nói: sư cô lấy chồng không? Không lấy, con lấy à. Nhưng mà nếu ai ở trong cái trường hợp đó đang nhìn cổ thì hiểu cô đang nói cái gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói ví dụ, một câu nói của mình thiếu câu thì tự nhiên nó sanh ra cái hiểu lầm. Thì xong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta làm một cái việc gì nó thiếu một chút tâm từ thì tự nhiên việc làm nó chưa trọn. Thiếu một chút hỷ xả, tôi cái gì cũng được mà tôi bỏ cái đó không được. Hay là cái nhỏ đó, cái thằng đó nó nói tôi vậy đó, tôi chết tôi cũng đem theo. Mà cái mình nói ra cái đó mình tưởng đâu là mình anh hùng lắm, nhưng mà thiệt sự cái đó là mình là một người lỗ lá. Có một cái người đó vô than với ông thầy: sư phụ ơi, họ nói xấu con. Thì hỏi họ nói xấu con sao? Thì nói hỏi mà con có xấu giống vậy không? Nói dạ đâu có. Họ nói oan cho con. Ồ, họ nói oan cho con thì con phải tội nghiệp họ, con phải thương họ. Nhưng mà con phải biết rằng khi họ nói oan cho mình, nếu mà họ nói đúng thì cái đó là họ sửa cho mình. Còn họ nói oan cho mình là họ giúp cho con tu cái hạnh hỷ xả tha thứ. Như vậy hoàn toàn con không có lỗ. Dù họ nói đúng con cũng không lỗ. Họ nói đúng để con sửa thì con lợi. Mà họ nói quấy cho con là để cho con thêm một cái pháp lành, là con học được cái hỷ xả, cái tha thứ. Cho nên con hoàn toàn không có lỗ. Thì ở đây Pháp Hòa nói nhiều khi trong cuộc sống, những lúc Pháp Hòa ngồi và suy nghĩ những cái chuyện thường ngày trong cuộc sống thôi, thì mình tìm ra được cái cách tu tập cho đời sống của mình. Mình nói một câu nói, mình dạy con mình học tiếng Việt á, nếu mình nói đầy đủ cái câu đó thì nó sẽ học được cái câu đó. Cho nên hằng ngày mình nói cái gì là nó học cái đó. Quý vị nào ở trong một cái chùa nào ha, thầy đó ông thầy tụng kinh vậy, đệ tử ra tụng kinh giống thầy hết. Nghe cái giọng tụng thôi là biết là có người nào giỏi đó, thường xuyên quan hệ chùa đó là biết, là nghe giọng tụng là biết đệ tử này thường đi chùa đó. Ví dụ như mình hay tụng với kinh với một vị thầy bắt giọng cao, tụng thời gian là tự nhiên đệ tử chùa đó ai giọng cũng cao hết đó. Đi qua chùa khác cái người nào tụng giọng thấp ngọn rồ rộ dưới nó tụng nổi, nó quen cái âm đó này, nó quen cái tông đó này. Vợ chồng cũng vậy, sống chung với nhau là từ từ ảnh hưởng tâm thức với nhau. Cho nên á, người Phật tử mình làm sao, mình tu tập như thế nào để mình luôn luôn đầy đủ cái pháp lành mình ứng xử trong cuộc sống. Tàm quý nè, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tất cả những cái đó nếu mình có đầy đủ thì cuộc sống mình nó nhẹ hơn. Nội cái chuyện mà mình tập á, đừng có quan trọng việc gì quá đáng. Một cái việc gì mình cũng thấy nó như bằng trời vậy là tự nhiên mình làm lớn chuyện. Còn mình thấy cái chuyện nó nhẹ nhàng, nó bình thường là nó bình thường. Hồi đó có nhiều Phật tử hay lên mét, làm chung với nhau, ban công quả, lên mét người này, mét người kia. Cái hòa thượng thấy không nghe hòa thượng xử, thì các thầy mới lên hỏi sao mà các vị đó lên mà hòa thượng không có xử. Hòa thượng mới nói á,
có những lúc đó, có những cái việc đó, mình cứ nhẹ mình cho qua thì họ thấy nó bình thường. Việc gì họ lên họ mét mình cũng xử đó, tự nhiên họ thấy họ là quan trọng. Rồi mai mốt là mình cứ đi xử hoài, hỏi vụ gì vậy? Bà cất cái hũ muối của con, bà xài cái hũ đường của con, chi cho nó mất công, chuyện nó bình thường. Cho nên những cái việc nhỏ, giống như mấy người con hồi nhỏ của mình đó, lên nó mét hoài gì, mà không lẽ chuyện gì mà muốn lo, hàng nhỏ mét hàng lớn, đem lớn ra đánh. Ồ vậy hả con, được rồi, để một lát mẹ la anh hai. Rồi nó nghe vậy, nó đi chơi à. Nó nghe là có người hứa là sẽ la cái người kia là nó ok rồi. Ở trong lòng biển á, gần đây á, nó hay bị ô nhiễm. Tại vì người ta đào thải nhiều cái tạp dơ trong đó. Và có thể những cái con ở trong biển nó có thực vật, nó có động vật. Động vật như là các loài cá, các loài thủy sản. Thực vật như là các loại rong biển. Thì ở trong lòng biển nó có được những cái thứ khác. Thì ở trong tâm tư của một người tu tập cũng phải có những cái giới pháp. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, khi mà người ta hỏi mình á, đạo đức đạo Phật á, gần căn bản nhất là gì, thì mình hay nói là sao? Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, độ tất cả chúng sanh. Đó là cái tâm, và đó là giáo lý, đó là đạo đức của nhà Phật. Và cái điều căn bản nhất Phật tử khi bước chân vào tu tập là chúng ta làm gì? Quy y gì? Quy y Tam Bảo, thọ năm giới, phải không? Mà khi thọ năm giới là cấm không sát sanh, không trộm cắp, vân vân á, thì cái đó là không làm ác. Rồi bước lên câu thứ hai đó, là mình thọ thập thiện. Thọ thập thiện là thọ gì? Thọ 10 điều lành. Thì giờ nói lại nè, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, phải không? Không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa nhã, hòa giải. Không nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành. Như vậy thì cái mà mình phải làm lành đó, tức là mình làm cái điều thứ hai mà Phật dạy là làm tất cả việc lành. Đó là cái thềm giới thứ hai mà Phật tử thọ. Đến khi nào quý vị thọ đến cái giới thứ ba là gì? Bồ Tát giới. Mà họ Bồ Tát giới là họ gì? Độ tất cả chúng sanh. Như vậy là ba cái câu mà mình thường nói đó, là ba từng bậc giới mà tất cả Phật tử thọ. Bỏ tất cả ác là thọ ngũ giới, làm tất cả việc lành là thọ thập thiện, độ tất cả chúng sanh là thọ Bồ Tát giới. Cho nên học giới là gì? Là cái điều mà chúng ta cần phải học. Và tất cả lúc nào chúng ta cũng đầy đủ cái đó. Cũng như ở trong biển mà có đủ những cái thực vật nuôi, ở lòng biển nó nuôi được thực vật, nó nuôi được động vật. Và những cái thực vật và động vật đó có thể nuôi lại con người. Mình đang ở xứ biển, và trong kinh Đức Phật nói những đặc điểm của biển. Và Đức Phật xoay qua Đức Phật nói người tu chúng ta có những cái đặc điểm. Hành một người hành giả tu tập, một, ở lòng biển có khả năng đẩy rác, thì người tu phải có khả năng đẩy phiền não ra ngoài. Thứ hai là lòng biển chứa của quý, thì người tu tập phải chứa những cái giáo pháp. Bây giờ Phật tử nào mà trong tao trong bụng không có một chút giáo lý, có không? Hai chữ vô thường là ai cũng nhớ hết đó. Nhiều khi chuyện gì xảy ra nó thôi vô thường, thôi hỷ xả đi, thôi từ bi đi. Đó là mình nói chi? Mình nói để mình nhắc mình. Và cái thứ ba là nước biển đầy, tượng trưng cho người tu tập lúc nào cũng phải, việc làm gì của mình cũng phải đầy đủ Phật pháp ở trong đó. Có khi mình làm Phật sự, nhưng mà nếu mình không khéo thì cái Phật sự đó cũng có thể trở thành ra
ma sự. Tại vì mình thiếu đi cái năng lượng Phật pháp. Người ta hay nói các Phật tử mà về chùa là hộ pháp của chùa. Nhưng mà nếu mà trước khi mình trở thành hộ pháp á, mà mình không phải là ngưỡng người để cho pháp hộ mình á, thì mình chưa đủ khả năng hộ pháp. Vì trước khi làm hộ pháp thì phải để cái gì hộ mình trước? Pháp hộ mình trước. Cho nên á, tiếng Hán cái câu là dĩ pháp hộ pháp. Lấy giáo pháp hay là lấy Phật pháp để hộ trì Phật pháp. Pháp Hòa nói một cái người mà họ làm nhân viên bảo vệ, đâu phải tự nhiên họ mặc bộ đồ đó vô rồi họ đứng ngay cửa là họ có khả năng bảo vệ đâu. Ít nhất là họ có phải có vài chiêu võ, họ phải biết vài cái luật, khi nào họ đủ quyền sử dụng súng, họ có quyền sử dụng những cái dùi cui. Cho nên họ phải học cái đó rồi họ mới có thể họ đứng đó được. Thì mình cũng vậy. Nếu mình không có đủ những cái giáo pháp thì không thể nào làm người hộ pháp được. Mà mình hộ pháp một hồi á thì làm cho người ta xa pháp hết. Người ta nói thôi tu kiểu này tu cũng tu. Tôi thấy cái anh đó tu tôi ngán quá. Thành thử ra đó là một cái gì mà chúng ta cần quán lại. Đừng có để cho lòng biển bị ô nhiễm. Đừng có để trong chiều sâu tâm của mình ô nhiễm những cái phiền não mà mình cần phải bảo vệ. Quý vị đi ra biển mấy ngày nay, biển rất là trong xanh, đẹp lắm. Mà cát rất là mịn, cát rất là sạch, cát rất là sạch. Thì ở trong tâm mình cũng vậy. Hồi nãy mình ngồi thiền ít lắm, khoảng chừng 20 phút thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà nghe lời hướng dẫn thiền hồi nãy sư cô Hằng Nghiêm làm đó là thiền hướng dẫn. Tại vì mình chưa biết cách để mình đưa tâm mình trụ vô một chỗ, cho sư cô chỉ cách cho mình. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Có bao giờ mình ngưng thở không? Không. Ngưng thở chết rồi. Nhưng mà có khi nào biết mình đang thở không? Không biết. Cho nên mình không biết mình thở mà mình chưa bao giờ ngưng thở. Vậy thì bây giờ thiền là mình lấy hơi thở, trước hết là mình lấy căn bản, lấy hơi thở làm cái trụ, làm cái điểm để đưa cái tâm mình trở về nhận diện hơi thở của mình. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa lắc như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Có phải không? Xa nữa như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Nói chung trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Không có thở mình chết. Cho nên tâm của mình nó chưa có điểm trụ thì đầu tiên nhất là mình nhận diện hơi thở. Rồi thậm chí mình đang rất là hạnh phúc, mình đang được ngồi đây với mọi người mình không biết, thì mình khởi cái ý niệm lên. Thở vào, tôi biết tôi đang ngồi đây với những người bạn cùng tu. Thở ra, tôi đang rất là hạnh phúc được ngồi đây. Có người bay 8 tiếng mới tới. Ngày hôm nãy Pháp Hòa gặp một chú Phật tử ở bên Michigan, bay 22 tiếng mới tới đây. Pháp Hòa bữa hôm bay qua đây 12 tiếng. Quý vị thấy không? Ai qua đây cũng phải 8 tiếng, gần nhất cũng phải 5 tiếng. Mà gần nữa có 30 phút à. Ở đảo bên kia qua đảo này. Nhưng mà thường thường thưa đại chúng, không cần biết là mình bay bao xa,
Nhưng mà cất cái cánh máy bay lên là mình, cái sự an toàn của mình không biết được. Trừ khi nào nó đáp xuống cái rồi, lúc đó mình mới biết là mình còn sống đây. Có phải không? Tối mình lên giường mình ngủ, mình cũng không biết là ngày mai mình có cơ hội mình mang chiếc dép này lại không nữa. Không, cái đó không phải là mình nói cái điều gọi là tiêu cực buồn khổ, nhưng mà ở đây mình nói để chúng ta nhận diện. Vậy thì khi mình có cơ, mình đủ cái khả năng mình nhận diện những gì mình đang có là hạnh phúc. Ngày hôm qua có một vị mới thắc mắc là tại sao mình cứ phải nói những cái điều tiêu cực. Ví dụ như cuộc đời là khổ. Thì Pháp Hòa nói không phải cái đó, không phải tiêu cực. Mình nhận diện như thật đời là khổ, nhưng mà trong cái biển khổ này chúng ta vẫn còn may mắn với được cái phao để chúng ta đi qua biển khổ. Ở đây người nào cũng có cái phao đi qua biển khổ. Rồi đời là một biển khổ, chừng nào mới hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Chỉ khi nào mình qua đời mới hết khổ. Nói tại sao phải lo? Không có đúng. Cuộc sống của mình là không có cái gì lúc nào mình không lo đó. Pháp Hòa ví dụ như sáng mình gặp sư cô, mình nói sư cô lo cái bàn giảng chưa? Sư cô lo cái đem cái chuông qua chưa? Mở miệng ra là có chữ lo liền rồi. À, ngày mai nhà tôi có khách nha, tôi phải lo về đi chợ nấu ăn. Lo không? Lo. Vậy thì tại sao mình nói không lo? Nhưng mà Phật dạy mình á, biết cái gì cần lo và lo cái gì trước. Ví dụ như sáng nay Pháp Hòa được thăm quý vị, Pháp Hòa chỉ lo là đủ sức làm sao lên đây buổi sáng, giờ chưa lo tới buổi chiều. Ví dụ vậy. Cho nên mà mình thường thường cuộc sống của mình á, nhiều khi trong cái cuộc sống mình mỗi ngày mình nói là cái chữ lo nó đi theo. Ngày mai mình phải dậy 5 giờ nghe, lo mà đi ngủ sớm. Trời, tôi sợ tôi ngủ quên quá, thôi để tôi lo, tôi set up cái đồng hồ. Lo không? Lo. Từ tháng sau tôi đi đám cưới con cháu tôi, giờ tôi phải lo tôi để dành. Năm sau tôi về Việt Nam làm từ thiện, giờ tôi lo tôi ăn muối quẹt. Làm sao không lo được? Mở miệng ra câu nói của mình là chữ lo đi liền vậy à. Vậy mà cứ nói là mình không lo. Rồi nói tu phải tự tại, phải an nhàn, không dám đâu. Đây, hai ni sư nói, ôi quý vị qua đây tu thôi đừng lo gì hết á. Tiền hotel để ni sư lo. Ni sư lo xong rồi ni sư cũng thấy, trời giờ tôi lo không có tiền đâu trả ta. Lo hết. Thật ra mình, nhưng mà Phật nói á, mình có những cái cần lo lắm. Ví dụ Phật nói nè, ví dụ mình nói là tôi lo tôi không có sức khỏe, thì Đức Phật nói khi mình lo mình không có sức khỏe thì mình tự biết mình phải ăn uống như thế nào, tịnh dưỡng như thế nào để sức khỏe mình không tổn giảm. Cái đó cần lo chứ. Nhưng mà nếu anh lo xong rồi anh làm gì với cái lo đó? Nói tôi lo tôi bệnh, tôi sợ tôi bệnh, tôi lo tôi bệnh, là Phật nói là khi mình lo cái đó rồi mình làm gì? Đức Phật nói có nhiều người sợ tội lỗi. Sợ không? Sợ. Nếu mà sợ tội lỗi thì phải làm gì? Không dám làm những điều tội lỗi. Chứ sao không sợ được? Nói đời này tôi không sợ ai hết đó. Đúng rồi. Ai cũng sợ tôi hết á. Cho nên Đức Phật á, cái cuộc sống, cái điều Phật dạy á, chúng ta phải hiểu là Đức Phật ghi nhận hết tất cả những gì đang xảy ra, những cái gì mà con người đang có. Nhưng mà cái thứ hay mà Đức Phật biết chỉnh sửa và làm cho chúng ta ngay ngắn lại cái điều mình đang lo. Ví dụ như đó là
Một, có nhiều người nói đừng lo, thậm chí nó tôi rất là lo, hai cái đều khổ hết. Người không lo thì họ thờ ơ mọi việc, mà người lo quá thành ra stress. Mà Đức Phật dạy là balance cái lo. Cái gì cần trước mắt mình lo. Thưa đại chúng, là cái chuyến đi này là Pháp Hòa đi dài 10 mấy ngày, mà 2 ngày ở đây mà hai ni sư xếp cho Pháp Hòa là 6 buổi lận, cũng lo lắm. Lo không đủ vốn. Rồi bây giờ mình 6 buổi đây không, rồi xong rồi là Pháp Hòa có hai ngày tu ở bên New Jersey là ngày 18-19. Rồi 20 là Pháp Hòa đi từ New Jersey đi xe về Maryland. Để 21-22 Pháp Hòa có 2 ngày tu ở Virginia. Rồi đi về lại Canada ngày khuya ngày 23. 26 đi giảng tiếp. Rồi 30 đi tiếp. Một tay giảng dài một tuần lễ khóa tu ở bên Texas. Cho đến ngày 6 tay. 7 tay về là Canada thì 11 tay vô khóa tu tiếp tới 14 tay. Sáng 15 là bay đi Hàn, đi Nhật để mà 20 ngày khóa tu mình đó. Thì lo không? Lo. Nhưng mà giờ chuyện nó chưa tới, em lo này trước. Em lo show này trước rồi mới tính mấy show kia. Còn nói không lo là không đúng. Nhưng mà nếu mà cái chuyện nó chưa tới mà mình lo, đâm ra mình lo, không lo xa và lo không cần thiết. Thật cái người mà không biết lo đó, cứ ngồi phập phòng không biết làm cái gì. Có bao giờ mình vậy không? Ngồi trước mặt một đống việc không, trời giờ tôi làm cái gì? Tại vì nó mình bị stress out, mình bị quá nhiều những cái mà mình suy diễn. Và cái tu tập của mình là quân bình, chứ không có cái gì mà thái quá. Khổ hạnh quá cũng không được, cung phụng quá cũng không được. Cho nên cái cách mà tu tập của thiền phái Trúc Lâm á, cái dòng thiền đặc biệt của người Việt Nam á, là mà Hòa Thượng là Trúc Lâm đề xướng á, của Tam Tổ Trúc Lâm, là cái đặc điểm của thiền phái đó là tu gì? Tu trung đạo. Qua cái bài kệ gì? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Cái chữ đối cảnh vô tâm không có nghĩa là mình thấy người ta đói mặc kệ tôi no được. Hỏi sao vậy? Tại Phật dạy tôi đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm là làm tất cả mọi việc, thấy mọi cảnh duyên, nhưng mà không có cảnh nào làm mình khổ. Tại biết cảnh nào nó cũng có cái để mình làm việc với nó hết. Việc gì cũng có cái phương pháp để giải quyết nó hết. Cho nên Pháp Hòa hay nói, có Phật Pháp là có phương pháp. Nếu mình có Phật Pháp trong tâm là mình đều có những phương pháp để giải quyết từng vấn đề. Quan trọng là làm sao mình đủ định, đủ niệm, đủ định, đủ tuệ để mà mình ứng xử trong mọi việc trong cuộc sống. Cho nên đại chúng nhớ, khi mình thắp nhang mình thắp 3 cây. 3 cây là tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Mình ăn cơm mình bắt cái ấn này nè, nhớ không? Bắt cái ấn này rồi mới để chén cơm lên đây mình cúng đó. Thì cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Và ấn Tam Sơn này tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Và niệm, định, tuệ là công thức để chúng ta ứng dụng mọi việc trong cuộc sống của chúng ta. Hồi xưa thì xài là giới, định, tuệ. Nhưng sư ông Làng Mai hướng dẫn chúng ta là niệm, định, tuệ. Tại vì chúng ta có chánh niệm, nhận thức, ý thức rõ ràng là chánh niệm đó. Từ đó nó dẫn chúng ta đến một cái sự định tĩnh, cái năng lực có trí tuệ để nhận diện. Và quý vị cứ để ý đi, ví dụ bây giờ mình nấu ăn mà thiếu niệm định tuệ cũng không được á. Nấu ăn là phải biết, ví dụ giờ tuệ là mình biết được là hôm nay khóa tu là 200 người,
mình cần phải nấu bao nhiêu thức ăn. Và phải biết rằng mình di chuyển thức ăn, cho nên có những bữa đó mình không thể nấu những món mà cái sự di chuyển khó khăn. Cho nên nấu ăn mà có niệm, có định, có tuệ. Rồi mình phải biết rằng số lượng, cái số mà tu sinh mà ăn trong cái bữa ăn này là người như thế nào. Đa phần là người lớn tuổi, thí dụ vậy đó, người lớn tuổi và người có tuổi, chứ không ai không có tuổi nha. Ai không có tuổi thì mình biết nấu những món gì mà người ta có thể ăn được. Thì nấu ăn cũng phải có niệm, có định, có tuệ. Nấu ăn mà không có cái đó thì, ví dụ giờ quý vị ngồi đây đa phần là người Việt Nam, mà nấu nguyên nồi cà ri Ấn Độ thì quý vị có thể đói quá ăn miếng chút thôi, nhưng mà nó không có ăn ngon được, hay là ăn no được tại vì khó ăn, hay là nấu quá mặn tại đa phần là cao máu, thí dụ vậy. Cho nên nấu ăn phải có niệm, có định, có tuệ. Thậm chí mình lái xe đi chợ, đi bỏ thơ, đi nhà băng, trước khi đi mình phải đủ định để mình biết rằng mình sắp sửa đi ra ngoài, đi bao nhiêu công việc, và sắp xếp một chuyến đi như thế nào để không phải đi tới đi lui nhiều lần, tốn công, tốn thì giờ, tốn xăng, mà đi một tuyến đường nào mà được hết công việc và trở về nhà. Ngay một chuyến đi đó có niệm, có định, có tuệ. Cho nên mỗi bữa ăn bưng cái chén cơm lên bằng một cái ấn tam sơn như thế này, và cái tay trái của mình, tay trái tay phải mình bắt cái ấn. Đây là ấn gọi là ấn cam lộ, là bất cứ việc gì của mình làm, nếu mà mình để ra được, mình cam lộ là gì? Là chất ngọt. Cam lộ là tượng trưng cho chất ngọt. Mà nếu việc làm nào của mình dù dở đi nữa mà có được cái cam lộ thanh lương thì tự nơi đó cũng biến thành ra cam lộ. Cái ý nghĩa mà chúng ta bắt cái ấn để chén cơm như vậy nè, chén cơm này là có thể là thức ăn có hơi mặn, có hơi lạc, hơi ngọt gì không biết, nhưng mà đây là nấu bằng niệm định tuệ, và con cũng cúng Phật bằng niệm định tuệ, và có luôn cả chất vị của cam lộ. Ấn là nó biểu lộ từ cái tâm. Cái ấn là một cái biểu tượng lưu xuất của tâm. Quý vị nói chuyện hàng ngày quý vị có ra ấn không? Có ba ấn không? Có. Coi chừng tao nghe. Này cũng ấn nè. Này ấn nhất dương chỉ. Nhưng mà cái ấn này nó xuất ra tại vì tâm mình sao? Tâm bực bội. Tâm bực bội thì ra ấn bực bội. Phải không? Nhưng mà nếu mà cái tâm mình mà thoải mái nhẹ nhàng thì mình ra cái ấn khác. Ví dụ ta hỏi bác cái đó ăn ngon bác, đây cũng ấn nè, ấn số 1, ấn này là biểu lộ ngon. Có nhiều khi mình ghét cái người đó quá, mình không có cơ hội nào mình chửi nó, mà bữa nay người khác chửi nó khoái quá cũng ấn đó. Cho nên những cái biểu lộ là nó biểu lộ của tâm. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị thấy khi mà người ta đến, người ta đảnh lễ Phật thì Phật mới lấy cái tay Phật đỡ, nhớ không? Rồi nhiều khi họ mọp xuống thì Phật mới lấy cái tay để. Đây là ấn ban phước. Bây giờ cái tâm của mình thương người ta quá, mình không biết làm sao biểu lộ, thì mình lấy cái bàn tay của mình biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Phật có 42 cái thủ ấn để biểu lộ những cái lúc mà tâm của Phật muốn đi với chúng sanh. Và tất cả Phật Bồ Tát đều có những cái ấn. Thì ở đây Pháp Hòa nói là ấn là gì? Là những biểu lộ của tâm. Mà phàm phu chúng ta, mình cũng có những cái ấn của phàm phu mình. Khi mình giận người nào quá, mình cũng đưa cái ấn này nè. Đây cũng cái ấn. Muốn ăn đục hả? Cái ấn. Nhưng mà khi mình giận lên, mình cũng biểu lộ cái ấn. Mà hãy mình vui vẻ, mình thích thú, cũng biểu lộ một cái ấn.
Vậy thì trong nhà Phật, các Phật, các Bồ Tát bắt ấn, nó tại sao mình có những cái ấn đó? Quý vị thấy một cái người mà người ta lên, người ta nói chuyện, như nãy giờ Pháp Hòa nói, tay chân phải quơ quơ một chút vậy. Để làm chi? Thứ nhất là làm cho cái buổi nói chuyện nó linh động. Thứ hai là nó biểu lộ. Ví dụ như lòng tôi phải vậy, nó biểu lộ mà. Mà không phải cái tay không, mà mắt của mình nó cũng biểu lộ. Mắt của mình nó cũng biểu lộ, nụ cười mình nó biểu lộ hết. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn sinh hoạt trước với đại chúng một vài cái ý nghĩa của biển, để ôn lại một cái bài học từ trong kinh mà Đức Phật nói những cái đặc điểm của biển. Và một hành giả cũng có những đặc điểm của sự tu tập của mình. Xin nhắc lại là trong lòng của chúng ta nên có những cái pháp lành, để khi việc gì nó xảy ra mình ứng xử cái pháp lành được. Pháp Hòa ví dụ để đại chúng biết khi nào pháp lành đã thấm trong tâm mình. Ví dụ như cái cô kia, cô nói trời ơi chị, hồi nãy tôi đi ngang nó, cái bé đó hay là nhỏ đứa nào đó, nó đụng tôi mà nó không có thèm xin lỗi gì hết á. Nếu mà mình ứng xử bình thường theo thế gian rồi sao, bà có chửi nó không? Nhưng mà nếu mà mình, đó là mình biết rằng pháp lành không thấm tâm rồi đó. Nhưng mà nếu mình nói ồ thôi kệ nó đi, nhiều khi nó nít rồi, nó không có suy nghĩ, không có biết, thôi mình coi như con cháu, mình bỏ qua đi. Khi nào mình khuyên được, mình nói được, bất chợt mình nói được những cái điều đó là mình biết pháp lành nó ngấm trong tâm mình. Hay là mình thấy bất cứ một cái chuyện gì nó đang xảy ra mà mình ứng khẩu lên, mình nói những cái điều mà nghe nó dữ dằn á, là mình biết rằng cái tâm mình nó chưa thuần. Những cái quý báu mà giáo pháp ở trong lòng mình nó không có. Còn bất chợt một cái việc gì nó đến mà mình ứng xử được, một cái lời nói, một cái cách mà mình giải tỏa được, hướng cái tâm mình tới nẻo lành được, là mình biết trong tâm mình pháp lành đã có. Ví dụ như vậy nè, người ta nói mình một câu, mình nói lẽ ra tôi có thể làm được việc đó, nhưng mà nếu tôi làm như vậy á thì mặt mũi tôi để đâu, cho nên tôi ghét tôi để luôn. Còn nếu mà mình nói thôi kệ, nhờ cái người đó phản ảnh như vậy mình biết họ đang suy nghĩ về cái gì, họ đang có những cái nhìn về mình như thế nào, thôi mình nhẹ nhàng việc đó. Bây giờ mình nói ra nữa là thêm chuyện, thôi im lặng là tốt. Khi nào mình nghĩ được những cái cách nào mình hóa giải cái quán thù này thì mình biết rằng trong tâm mình pháp lành đã có. Cho nên á, ngày xưa các Phật tử bên Nam Tông á, là phải thuộc lòng Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú gồm có 423 câu, mà các Phật tử Nam Tông á, phần lớn là thuộc Kinh Pháp Cú nhiều lắm. Bây giờ á, Pháp Hòa cũng hay khuyến khích Phật tử mình á, không cần phải thuộc hết 423 câu, nhưng nếu có dịp quý vị nên đọc Kinh Pháp Cú một lần, đọc qua một lần 423 câu đó, rồi quý vị lựa một hai câu nào, thậm chí 10 câu mà quý vị tâm đắc, quý vị học thuộc lòng, thì Pháp Hòa bảo đảm á, 10 cái câu đó mà quý vị học cho tới ngày lên Phật á, chắc thuộc cũng được 7 câu. Tại vì thường thường là mình hay quên lắm. Tụng kinh mấy chục năm chứ chưa chắc mình đã nhớ kinh. Thì bây giờ quý vị thấy là mình đâu còn thời giờ để mình phải lo những cái việc gì, để suy nghĩ hay là để tranh đua gì nữa. Cái mình cần làm bây giờ là nên dành thời giờ để làm sao trong tâm mình đó, nó chứa những cái pháp lành. Không phải lợi lạc cho đời này không, mà một khi mình bỏ cái thân tứ đại ở cõi đời này thì chính những cái pháp lành đó là những cái pháp lành nó đưa mình đi vào những cõi an lành. Tại vì trong tâm mình những cái điều thiện lành nó có,
Nó là chất nuôi dưỡng mình cho đời sau. Quý vị thuộc được 10 câu thì 9-10 câu đó là 10 cái chất bổ dưỡng. Ví dụ quý vị thuộc câu đầu tiên nhất của Kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Ngược lại, tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư thiện lành, thiện pháp sẽ theo ta như con vật kéo xe. Vậy thì tâm mình làm chủ, hãy tâm mình chứa lành thì giống như con vật kéo xe đi về cõi lành. Thà nếu ăn thua là mình chứa cái gì trong lòng mình. Và mình làm sao mình biết mình tu tập có tiến bộ? Thì cái cách của Pháp Hòa nhìn lại bản thân mình đó, là khi việc gì nó đến, mình phải nhìn lại coi mình ứng xử sao. Và nếu mình thấy mình ứng xử nhẹ nhàng là mình biết, mình mừng. Trong kinh gọi là cái câu gì? Trong kinh gọi là hoan hỷ tự vui. Ví dụ mình nhịn được cái cô đó, mình đừng có nghĩ là mình ngu, mình lỗ, mình dại tại sao mình nhịn đó, mà mình phải mừng là mình đã thắng được cái cơn giận của mình. Gần đây biển nè, quý vị đi ra biển, quý vị viết chữ, viết chữ trên nước, viết chữ trên cát, viết chữ trên đá. Giận có 3 loại. Giận như người viết chữ trên nước, có lưu được chữ nào không? Không. Giận như người viết chữ trên cát, thấy chữ trên cát không? Thấy. Nhưng mà nếu mà một cơn nước nó trôi vô rồi thì cát thì sao? Xóa hết. Thôi mình mà dở lắm là cũng cỡ trên cát thôi. Giỏi thì như trên nước ha, dở dở thì như trên cát. Mà còn nếu mà để mà chữ như trên đá là thôi mệt. Tu hoài tu không tiến, tại vì đá bị khắc chữ rồi thì không xóa được.